Yeah.
Thank you.
Điều này làm điều rất bất lợi cho những cầu thủ thi đấu ở vị trí PC.
vì nếu anh ta không thể chuyển hướng được tấn công của mình thì đối thủ sẽ nhanh chóng bắt bài, cắt bóng, điều đó sẽ gây ra tình huống fast break, tình huống phản công. Trên sân hiện tại thì các cầu thủ bắt công mang tên Bùi Quốc Hùng, cầu thủ có chiều cao, có phải tay dài, nhưng tốt. Long vào thay cho
Lê Hứa Mạnh Đặng Kỳ Đắc, người vừa ra sân là Đặng Vũ Kỳ Đắc, người ra sân thay cho anh là Dương Trấn Long. Và còn cho tôi thì Dương Trấn Long tình huống ném bóng của mình, những tình huống lên rổ của mình.
anh Hiếu không ai thuộc lớp 1-1, anh mới sinh năm 2003, tức là năm nay anh mới vào lớp 10 mà thôi. Thank you.
3 giây. Và các cầu thủ Sơ Cai đang tạm dẫn với tỷ số 42-35 trước các cầu thủ Bắc Giang. Trong quãng thời gian vừa rồi, chúng ta có thể thấy tinh thần của đội tuyển trẻ đang rất tốt. Thank you.
việc bắt buộc phải tạm lỗi với nơi cấm. Bất cứ và biến Bắc Giang và buộc Bắc Giang phải thi đấu theo phong cách của mình. Tuy nhiên trong những giây phút vừa qua, những cầu thủ trẻ của Sky lại quá hổ, họ quá nôn nóng và dục tốc thì bất đạt. Cầu thủ Sky có thể thêu vào dệt vấn trước khi dứt điểm. Dương Trần Lan đã cản người và cầu thủ bằng cách việc mà hiện tại thì số là 47-41 nhường về đội bóng đỏ. Dường như đã có một chút gì về mặt tâm lý càng ngăn cản những tình huống nguy hiểm của các cầu thủ đến từ thành phố Bắc Giang. Đây là Dalo là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất của các cầu thủ Sky trong trận đấu hôm nay.
một mình thế thì cả sinh hữu đột với ba cầu thủ ở đây trong thời gian gì anh là một cầu thủ có nền tảng thể lực rất khỏe, vẫn là các cầu thủ Sky, và đây là một tuần ném trung bình. Hiện tại thì bảng điểm thi đấu đang tập 1 phút đồng hồ. Và bây giờ thì các cầu thủ Sky đã phạm luật 24 giây và bóng sẽ chuyển quyền sở hữu về phía các cầu thủ Bắc Giang. Vẫn là Bắc Giang 41 và Sky 47 và thời gian thi đấu của thi đấu cuối cùng còn khoảng 4 phút 5 giây. Lỗi cả người không được rõ ràng của cầu thủ trẻ bên phía đội bóng áo vàng. Vừa rồi mới là lỗi lần thứ ba của các cầu thủ Bắc Giang trong hiệp thua cuối cùng này. Các bạn có một lỗi được lỗi được thứ tư rồi. Vừa rồi thì người đã không thể phục vụ tốt các bạn của mình để tranh chiếc bóng. Không có tiếng còi để cất lên, vẫn là các cầu thủ Bắc Giang vẫn không có điểm cho các cầu thủ áo vàng. Đây là các cầu thủ áo vàng, một tiểu ném ba điểm giảm các điểm, bây giờ chỉ là cao số như thế này vẫn có sở tình huống ba điểm để rồi sẽ làm tăng sức mạnh tinh thần dành cho các cầu thủ Bắc Giang để đưa chúng ta đến với trang phục cuối cùng của thi đấu này. Đây chấm và hai điểm chúng tôi đã cất lên dành cho một lỗi bước không phao của các cầu thủ áo vàng, và hiệu thú cầu thủ mang áo số 29 của phía đội bóng Sky sẽ được thực hiện hai pha đá phạt. Cho Trung Hiếu 48-46 ở những giây phút cuối cùng của trận đấu thì từng điểm một, từng pha đánh phạt một đều rất quan trọng và rất cần thiết. Đã có lỗi vào trước của một cầu thủ đối thủ rồi, phát bóng lên dành cho Bắc Giang. Khoảng cách điểm bây giờ chỉ là một tình huống trung bình thôi. 48-46
tôi là Thái Xe và tôi đã quay trở lại. Thấy phút vừa qua rất cảm ơn từng người bên Nguyễn đã bình luận hộ tôi. Và bây giờ là Lê Hoàng Đan, Trần Đức đã cầm bóng, bình tĩnh và gọi bài. Dương Trần Long, Đặng Vũ Quy Đắc, Trần Đức. Cầu thủ đưa bóng từ xa không thành công của cầu thủ nào thứ bảy bên phía Sky. Vâng, các cổ động viên của Bắc Giang đang hô tu tu. Nhưng kéo vào những cầu thủ đã không thể nghe được những lời động viên ở trên khán đài rồi. Cầu thủ chuyển khai bóng không thành công và tỏ rõ sự nôn nóng của họ. Bốn mươi tám, 46, cách biệt chỉ là 2 điểm, rất mong manh. Những lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Sky, không chỉ mặt điểm số mà bây giờ số lần phạm lỗi đồng đội của họ cũng đang rất ít. Trong khi đó bên phía Bắc Giang đã có 5 lần phạm lỗi đồng đội rồi, số lần phạm lỗi họ đã là 5 rồi. Tiếng trao đổi của huấn luyện viên Hưng Thỏ và cầu thủ Bùi Quốc Hùng có vẻ như huấn luyện viên này đang muốn Quốc Hùng tỏa sáng nhiều hơn, tự tin nhiều hơn. Trần Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Long, Lê Hoàng Nam và bây giờ là Dương Trần Long đã có set back. Những áp lực rất tốt đến từ các cầu thủ Bắc Giang. Đúng rồi, khống chế lập bật có vẻ như có phạm lỗi hai bóng và vừa rồi là cú đánh tay. Tình huống phạm luật đánh tay của cầu thủ. Chúng ta cùng xem lại tình huống của tình huống đánh tay của Đắc. Trước đó thì đã có những ý kiến cho rằng tình huống kiểm soát bóng của Cú Quốc Hùng đã phạm luật hai lần thất bóng trên bóng tốt. Nhưng trước đó thì cầu thủ màu áo số 11 bên phía Bắc Giang đã phạm luật 3 giây. Thế Hồng Đăng anh có thể là ngôi sao trong những bộ phim, nhưng ở đây thì không, tài không thiên về ai cả, hay là khi anh trùng tên với một diễn viên nổi tiếng. Hoàng Long phát biên. Trần Đức vẫn kiểm soát được trái bóng. Tỷ số hiện tại là 48-0 và chỉ còn 47,7 giây trận đấu sẽ đi đến hồi kết. Thì ở chúng ta có trông chờ, chúng ta cùng trông chờ xem rằng trận đấu này có hiệp phụ hay không. Trần Đức đang có cơ hội để đưa đội bóng mình vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên thì bạch xuất phát được kể ra để vẫn ở đấy. Hai tình huống đến để không thành công. Rất cố gắng lên từng bước nào không.
đầu xem lại tình huống bóng của Nguyễn Hoàng Long. Tình huống đánh bóng rất cố gắng, anh có nỗ lực để nhảy lên để dứt điểm. Tuy nhiên những cầu thủ bên phía Bắc Giang đã không cho phép anh làm điều đó. Vì vậy thì Hoàng Long sẽ có hai tình huống ném phạt, và trong tình huống đầu tiên này đã thành công. Và trận đấu còn 4.9 giây. Một tình huống gọi hội ý đến từ Bắc Giang. Cái lắc đầu ngắn ngầm của huấn luyện viên Hưng Thỏ. Đứng cạnh anh cũng là một người săn sóc viên. Trước đây cũng từng làm cầu thủ có tiếng của giới bóng rổ Hà Nội. Anh có biệt danh là Sơn Công Chúa. Ở hiện tại thì Sơn Công Chúa đang hoàn thành khóa học tiến sĩ của mình tại Oxford, trường đại học danh tiếng của thế giới. Còn lại và Nguyễn Hoàng Long anh vẫn chưa tung ra những thế dành cho các cầu thủ Bắc Giang.
đạo của Hương Thỏ và Sơn Công Chúa đã có tác dụng. Còn ở bên đầu này trên tuyến, cầm vàng lại để vàng rơi của những cầu thủ Sky, những cầu thủ trẻ. Đáng ra họ có thể làm tốt hơn, họ có thể giữ được chiến thắng lại. Phía Bắc Giang họ bận về để đi ăn cưới. Tuy nhiên tôi cũng đồng cảm với điều này. Vâng, xin cảm ơn những người bạn vẫn còn đang thức cùng chúng tôi. 11:29. Thức cùng để cùng xem trận đấu này, một trận đấu rất thú vị, một trận đấu rất hay. Chưa được diễn ra. Bóng vào sân. Nguyễn Đức Hải. Vẫn là Đức Hải. Bắc Giang họ không chỉ sở hữu Diên Viên Hồng Đăng mà còn cả Diên Viên Hải, Đức Hải nữa. Trần Trung Hiếu. Vâng, Trung Phong. Bên phía Sky, một người tỏa sáng lại là Lê Hoàng Đan. Và trong tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể thấy Trung Phong, Trần Trung Hiếu đã phải dạt ra rất xa ở phía bên ngoài, nhường lại vị trí của mình cho cầu thủ mang áo số 10 Nguyễn Hoàng Long. Thì Hoàng Long đã bấm tình huống thi đấu tốt. Trần Đức. Dương Trần Long. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi.
bạn Sky hôm nay đến với trận thi đấu này thì có 8 cầu thủ mà thôi. Nguyễn Đức Hải vừa rồi có tình huống kéo tay với Lê Hoàng Đan, hai cú đánh phạt ở bên ngoài sân thì không chỉ Trần Đức mà một người họ Trần khác là Trần Trung Hiếu cũng đang phải vỗ những cái bắp đùi của mình vì anh đã cũng đã được sử dụng rồi. Lại một lần nữa bảng thời gian và tỷ số đang gặp trục trặc. Trận đấu còn 2 phút 15 giây và Bắc Giang đang dẫn ngược lại với cầu thủ Sơ Cai với khoảng cách là 1 điểm. Đã có cắt bóng. Lê Hoàng Đan cú thả rổ không thành công và vẫn là Hoàng Đan. Tuy nhiên thì trọng tài đã xác định từ ngoài vào. Hội ý hay là tích cho Sky. Cảm ơn các bạn, những người vẫn còn ở lại với chúng tôi theo dõi trận đấu này. 240 bạn còn đang thức vẫn cổ vũ hai đội bóng ở trên sân Sky và Bắc Giang. Chỉ là ngày thi đấu đầu tiên thôi nhưng mà giải bóng rổ các tỉnh phía Bắc mở rộng Audi Cup Hà Nội năm 2018 đã chứng tỏ được sự hấp dẫn của mình. Và trong trận đấu này hai đội đã bước vào overtime. 2 phút cuối cùng để quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Lê Kế Kiên. Tình huống cắt bóng rất tốt của Bùi Quốc Hùng và ngay lập tức thì Đỗ Đức Toàn đã chạy ngay đằng sau. Dường như chủ đích chỉ làm tình huống canh block thôi. Tuy nhiên thì cú đập bóng khiến cho Đức Toàn gặp một chút đau nhẹ. Và tình huống đầu tiên là nâng tỷ số lên 55-53. 1 phút 27 giây. Ngọc Việt, Nguyễn Anh Tuấn, Ngọc Việt đá điểm cho từ Lê Kế Kiên. Oh!
lập tức Minh Thành đã bị thay ra ngoài. Cách biệt của hai đội đang là 3 điểm. Bùi Quốc Hùng có đánh phạt vào. Khoảng cách là 4 điểm. Ngay sau đây chúng ta cũng sẽ cùng xem lại những highlight của trận đấu này.